3 days later. Trùng đế dày, còn gọi là Paramecium, trùng cỏ, trùng dày hay thảo trùng, là đại diện của lớp trùng cỏ. Tế bào trùng đế dày đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định. Trùng đế dày được con người biết đến trước tiên trong thế giới động vật đơn bào. Khi chế tạo được kính hiển vi, người ta thử lấy nước cỏ ngâm soi thì tình cờ phát hiện ra chúng và vì thế được gọi là trùng cỏ. Ngày nay trùng cỏ trở thành tên chính thức cho nhóm động vật này và nước cỏ ngâm vẫn là môi trường nuôi cấy trùng cỏ lý tưởng ở phòng thí nghiệm. Cấu tạo, có hình giống đế dày, cơ thể có hình khối, không đối xứng, giống chiếc giày. Trùng di chuyển nhờ lông bơi. Phần giữa cơ thể là bộ nhân gồm nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có một hệ thống không bào co bóp hình hoa thị và ở một vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu. Mỗi bộ phận đảm nhiệm chức năng sống nhất định. Dinh dưỡng và sinh sản, trùng dày là động vật đơn bào đã có sự phân hóa thành các bộ phận như nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp. Thức ăn, gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ, được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzyme tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nuôi cơ thể. Chất bã được thải ra ngoài lỗ thoát ở thành cơ thể. Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang, trùng dày còn có hình thức sinh sản hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp. Chúng phân đôi trung bình gần một lần mỗi ngày. Quá trình tiếp hợp xảy ra có thể kéo dài tới 12 giờ ở điều kiện 16 độ C. Nơi sống, trùng dày sống ở những váng cống rãnh hoặc những váng nước đục. Mỗi khi đời sống gặp khó khăn, khô hạn hay thiếu thức ăn, trùng đế dày có khả năng tiết nước thừa, thu nhỏ cơ thể lại, tiết ra lớp vỏ bọc gọi là hóa bào xác. Trong bào xác, chúng tồn tại rất lâu và có cơ hội được gió cuốn đi để phát tán đến những môi trường mới thích hợp hơn trước. Di chuyển, trùng dày di chuyển theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể. Vai trò, trùng dày có ích lợi trong việc đóng vai trò là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên và còn làm sạch môi trường nước. Trùng roi xanh, trùng roi xanh sống trong nước, ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa. Một cấu tạo và di chuyển, cơ thể trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiến vi bằng 0,05mm. Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển. Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp lục, khoảng 20 hạt, các hạt dự trữ, nhỏ hơn, và điểm mắt, cạnh gốc roi. Dưới điểm mắt có không bào co bóp. Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết ánh sáng. Hai, dinh dưỡng, ở nơi có ánh sáng. Trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào hồ tối lâu ngày, trùng roi mất dần màu xanh. Chúng vẫn sống được nhờ đồng hóa những chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy ra, còn gọi là dị dưỡng. Hô hấp của trùng roi nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể. Ba, sinh sản, nhân nằm ở phía sau cơ thể. Khi sinh sản, nhân phân đôi trước, tiếp theo là chất nguyên sinh và các bào quan. Cơ thể phân đôi theo chiều dọc. Bốn, tính hướng sáng, người ta đã làm một thí nghiệm đơn giản sau, đặt bình chứa trùng roi xanh trên bậc cửa sổ.
dùng giấy đen che tối nữa trong thành bình. Qua vài ngày bỏ giấy đen ra và quan sát bình thấy phía ánh sáng nước có màu xanh lá cây, phía che tối màu trong suốt. Tập đoàn trùng roi, ở một số ao và giếng nước, đôi khi có thể gặp các hạt hình cầu, màu xanh lá cây, đường kính khoảng 1mm, bơi lơ lửng, xoay tròn. Đó là tập đoàn trùng roi, còn gọi là tập đoàn vôn vốc.